thì nó có rất là lâu đời rồi. Người ta thấy rằng 5.000 năm trước ở trên những bức tranh đá ở Ai Cập á, thì đã có những cái hình người mà thể hiện là cái thao tác mà đang xoa bóp. À, sau này cái xoa bóp bấm huyệt này nó ngày càng phát triển ha, nó lan rộng các nước khác nữa. Và ở Việt Nam hiện nay thì đây là một trong những phương pháp điều trị về y học cổ truyền. Khi mà nhắc tới xoa bóp bấm huyệt á, thì anh chị thấy bên phục hồi chức năng cũng có phần xoa bóp trị liệu ha. Thì về nguyên tắc á, hay là mục đích điều trị thì hai cái này nó đều là giống nhau hết, nhưng mà về y học cổ truyền hay là phục hồi chức năng á, thì nó sẽ có những cái điểm mà nó đặc trưng của cái ngành đó hơn. Vậy thì định nghĩa của xoa bóp bấm huyệt đối với y học hiện đại á, nó là một phương pháp dùng bàn tay để tác động qua da, tổ chức dưới da, cơ gân để phòng chữa bệnh và phục hồi chức năng. Còn đối với y học cổ truyền thì nó cũng là một phương pháp dùng bàn tay để tác động vào cơ thể. Nhưng mà thay vì mình sử dụng cái lý luận của y học hiện đại ha, thì bây giờ mình sử dụng lý luận của y học cổ truyền, và cái mình tác động đó chính là lên phần biểu này, lên cái phần gân cơ rồi khớp rồi kinh lạc của y học cổ truyền. Và một số cái loại xoa bóp bấm huyệt đó, mình thấy trên thế giới có rất là nhiều các cái loại xoa bóp bấm huyệt, nó đã rất là đa dạng, và cái này hàng để anh chị tham khảo thôi ha. Để mình biết là trên thế giới có rất là nhiều cái hình thức xoa bóp bấm huyệt khác nhau. Mình thấy có xoa bóp bấm huyệt bằng tay này ha, ngoài ra thì nó cần có một phương pháp xoa bóp bấm huyệt bằng chân nữa. Nhưng mà đối với phương pháp mà dùng chân như vậy á, thì các anh chị phải có cái dụng cụ để mình làm cho sao cho nó phù hợp. Như mình thấy khi mà mình dùng chân ha, thì mình phải có một cái thanh ở trên để làm cái điểm tựa để giữ cái trọng lực của mình, để khi mà mình tác động bằng chân thì nó không quá mạnh lên người bệnh. Ngoài ra thì mình còn có các phương pháp khác như là xoa bóp bằng ghế nè. Thì cái tư thế bằng ghế này thì sẽ phù hợp cho những người mà người ta ở văn phòng làm việc á, thì người ta có thể ngồi trên một cái ghế để là xoa bóp được. Còn với những đối tượng mà người ta ít thời gian, không có thời gian để đến những cơ sở xoa bóp bấm huyệt. Còn mấy cái phương pháp khác thì mình coi ha. Ngoài ra mình có thể kết hợp với đa nóng này để tăng cái hiệu quả xoa bóp bấm huyệt lên. Hoặc là mình có thể dùng cái liệu pháp kích thích điểm là trích hợp hôn ha. Cái liệu pháp này thì hiện nay cũng được sử dụng khá là nhiều á. Ngoài ra còn có xoa bóp bấm huyệt ở trong thời kỳ mang thai nữa, ở trong thể thao nữa ha, hay là xoa bóp dưới nước. Rồi thì ưu điểm của phương pháp xoa bóp bấm huyệt á, anh chị thấy là mình chỉ cần sử dụng cái bàn tay của mình để tác động lên cái vùng cơ thể của bệnh nhân thôi. Và bên cạnh đó thì cũng có thể thêm một số cái dụng cụ khác nếu mà mình có thể chuẩn bị được. À, thì cái giá tiền của nó thì nó khá là rẻ đúng không? Đôi khi mình dùng bàn tay không cũng không cần có tiền gì rồi ha. Và cái hiệu quả của nó thì mình thấy là đã được chứng minh rồi, thì người ta mới áp dụng vào trong điều trị. Và nó là một cái phương pháp khá là lành tính nếu mà mình tuân thủ đúng với nguyên tắc và cái chỉ định ha. Và nguyên tắc của xoa bóp bấm huyệt thì nó là một phương pháp khá là lành tính. Tuy nhiên đối với phương pháp nào thì nó cũng sẽ có những cái điểm mà mình cần lưu ý và nguyên tắc riêng. Thì đối với phương pháp xoa bóp bấm huyệt này á, thì đầu tiên á, để mà cái hiệu quả nó mang lại tốt ha, thì mình cần phải tạo cho bệnh nhân có cảm giác tin tưởng. Cái sự tin tưởng này không chỉ ở cái việc là sẽ giúp cho cái hiệu quả điều trị nó tăng cao, mà sẽ giúp cho mình tránh khỏi những cái hiểu nhầm không đáng có. Tại vì mình thấy phương pháp xoa bóp bấm huyệt á, ngoài cái việc bệnh nhân phải bộc lộ cái vùng điều trị ra, thì bệnh nhân còn ý là mình sẽ tác động lên trực tiếp cái vùng da của bệnh nhân. Khi mà có sự tiếp xúc như vậy ha, thì nếu mà bệnh nhân không tin tưởng vào cái người điều trị thì nó sẽ xảy ra những cái vấn đề mà ngoài ý muốn ha. Cho nên là đầu tiên mình phải tạo cho bệnh nhân cảm giác tin tưởng trước. Thì cái việc mà tạo ra cảm giác tin tưởng cho bệnh nhân á, mình sẽ làm bằng cách là mình sẽ giải thích rõ ràng cho người bệnh. Thì mình sẽ giải thích là với cái bệnh nhân là có bệnh lý gì nè ha, thì với những cái bệnh lý này thì mình sẽ làm gì trên bệnh nhân, đó mình sẽ thao tác những cái gì trên bệnh nhân và thời gian điều trị là bao nhiêu lâu, và những cái phần mà mình điều trị á, thì mình mới bộc lộ ra, còn những cái phần mà mình không điều trị thì mình phải che chắn lại cho bệnh nhân. Thì cái tạo cảm giác tin tưởng này nó vừa tránh những cái hiểu lầm mà nó còn sẽ mang lại hiệu quả cao cho bệnh nhân nữa. Bởi vì khi mà
Xoa bóp búng huyệt thì mình cần phải để cho bệnh nhân thư giãn. Thì để mà thư giãn được thì bệnh nhân phải tin tưởng thì bệnh nhân mới thư giãn được, đúng không? Cho nên là cái việc mà làm cho bệnh nhân tin tưởng vào cái phương pháp điều trị của mình nó rất là quan trọng. Mà tất nhiên là khi mà mình đưa ra một phương pháp điều trị nào thì mình phải chẩn đoán rõ ràng cho bệnh nhân trước. Lúc đó mình mới sử dụng các thủ thuật xoa bóp cho nó phù hợp với cái tình trạng của bệnh nhân. Và không xoa bóp khi người bệnh quá đói hoặc quá no. Và bệnh nhân thì nên được nghỉ ngơi 5 đến 10 phút trước khi xoa bóp. Và thủ thuật nặng hay nhẹ sẽ phụ thuộc vào từng người bệnh. Cái này các anh chị phải lưu ý ha. Không phải bệnh nhân nào cũng chịu được cái mức lực giống nhau. Cho nên là mình cần phải xem là trên những bệnh nhân khác nhau á, thì cái lực mình sử dụng sao cho nó phù hợp với từng bệnh nhân. Ví dụ như là một người mà người ta rất là cao to lực lượng ha, cơ là chắc khỏe này nọ, thì khi mà mình xoa bóp thì cái lực của mình tác động nó sẽ mạnh hơn một chút ha. Còn khi mà những cái bệnh nhân mà người ta ốm yếu gầy ha, thì cái lực xoa bóp của mình nó phải nhẹ hơn. Nói thì cái thủ thuật xoa bóp của mình nó sẽ nặng nhẹ tùy theo cái tình trạng của người bệnh. Chứ không được là bệnh nhân nào cũng giống nhau nha. Vì hằng thấy là có những bệnh nhân là khi mà xoa bóp xong á, thì bệnh nhân than là xoa bóp xong đau quá. Nhưng mà nhiều khi bệnh nhân cứ nghĩ là đau như vậy để cho nó hiệu quả, mới không có nói gì hết. Cho nên cái này mình cần phải lưu ý ha, để biết được cái lực nào phù hợp với bệnh nhân á, thì trong quá trình làm các anh chị phải hỏi bệnh nhân, phải hỏi thăm bệnh nhân ha, xem là cái lực của mình sử dụng như vậy đã phù hợp hay chưa. Và thái độ thầy thuốc của mình tất nhiên là phải sao nghiêm túc là một ha, thứ hai là ngoài sự nghiêm túc ra thì mình cũng phải gì hòa nhã rồi mình vui vẻ ha, nhưng mà ở cái mức là mình vẫn là vai trò của người điều trị và người bệnh thôi nha, chứ chưa đừng có bực quá mức đó thì nó sẽ xảy ra những cái hiểu nhầm không đáng có. Rồi, thời gian xoa bóp thì mỗi một đợt điều trị á, thì mình sẽ điều trị khoảng 10 đến 15 lần. Và bệnh cấp tính thì có thể làm 1 đến 2 lần một ngày. Bệnh mãn tính thì làm từ 2 đến 3 lần một ngày hoặc một tuần. Và thời gian một lần xoa bóp á, các anh chị lưu ý cái thời gian một lần xoa bóp ha. Thì đối với khi mà mình xoa bóp toàn thân á, thì tổng cái thời gian mà mình xoa bóp toàn thân thì tối đa là trong khoảng thời gian là từ 40 đến 60 phút thôi. Còn từng bộ phận là từ 10 đến 15 phút. Cái thời gian này mình sẽ không làm quá lâu nha. Tại sao mình lại không xoa bóp quá lâu? Ví dụ các anh chị có thể xoa bóp vùng lưng trong vòng 30 phút đến 1 tiếng không? Càng làm càng lâu càng tốt có phải không? Anh chị nào đã từng làm xoa bóp rồi á, thì mình cảm nhận là khi mà mình xoa bóp một thời gian quá lâu thì mình sẽ có cái biểu hiện như thế nào? Thưa cô, mình thấy mình mệt đó cô, Ừ, mình đúng thấy rồi mình yếu vậy, mà người ha. bệnh người ta làm lâu ta cũng cũng em nghĩ cũng sẽ đau. Đúng rồi ha, thì mình thấy chính mình cảm nhận đúng không, thì khi mà mình làm thời gian nó quá lâu á thì mình thấy người mình nó mệt, nó uể oải, thì tại sao có cái hiện tượng nó xảy ra? Dạ cô, em nghĩ là do mình dùng cái sức để mình cố chữa trị cho bệnh nhân á cô, rồi mình bị hao hao sức lực. Hằng đang nói bệnh nhân chứ không không người điều trị. Người điều trị làm lâu tất nhiên là sẽ mỏi rồi ha, nhưng mà bệnh nhân á, cái thời gian này là thời gian cho bệnh nhân chứ không phải thời gian cho người điều trị. Cô là làm lâu quá thì cái cơ nó ảnh hưởng tới cơ xương của bệnh nhân nữa. Nếu như mà mình làm lâu hay là mạnh á, nó tổn thương cơ, nó có thể gây tắc hay là bầm nữa. Rồi, cảm ơn chị. Các anh chị chắc là đã từng đi tập thể dục hay là tập gym gì đó rồi đúng không? Thì mình thấy khi mà mình tập quá mức á, mình có cái hiện tượng gì xảy ra? Mỏi á cô. Mọi cơ đau cơ đúng không? Đau Đúng cơ. rồi nha. Thì cái xoa bóp này khi mà các anh chị tác động trong một thời gian quá lâu ở một cái vùng á thì nó cũng sẽ làm cho cái hiện tượng nó xuất hiện, làm cho bệnh nhân mỏi cơ đau cơ ha. Cho nên là có những bệnh nhân là khi mà mình làm xong á, thứ nhất là cái lực của mình nó quá mạnh này, thứ hai là cái thời gian làm của mình quá lâu ha, thì bệnh nhân làm xong thì không thể đỡ đau, thế là nó đau nhiều hơn.
Cho nên là mình cần chú ý ha, nhất là khi mà mình làm á, phải chú ý vào cái lực của mình. Thứ hai là chú ý vào cái thời gian nó phải phù hợp. Thì một cái vòng mình làm thì tối đa là 15 phút thôi. Còn nếu mà làm toàn thân á, thì tối đa là 60 phút thôi. Nhưng mà cái thời gian này không phải cố định ở từng bệnh nhân nha. Nên chị phải xem cái thể trạng của bệnh nhân nữa. Ví dụ là một cái bệnh nhân mà thể trạng người ta yếu, người ta không có được khỏe, cái thể trạng người ta không có được lực lượng á, người ta hơi gầy còn một xíu á, thì cái thời gian này các anh chị phải rút ngắn hơn nữa. Bình thường người ta một bệnh nhân cái thể trạng mà trung bình đó thì mình sẽ làm 15 phút chẳng hạn. Thì bây giờ với một cái bệnh nhân mà thể trạng nó gầy hơn, nó yếu hơn một chút thì mình sẽ làm tầm 10 phút thôi. Thì cái thời gian này cũng sẽ tùy thuộc vào từng cái tình trạng của từng người bệnh. Dạ cô Vậy cho thì em hỏi sao anh? những người mà bị suy giãn tĩnh mạch đó cô có so với đó không? Những người mà bị suy giãn tĩnh mạch á, thì mình sẽ tập tập chi dưới cho bệnh nhân chứ không nên xoa bóp. Khi mà mình xoa bóp thì nó sẽ làm cho cái tĩnh mạch của bệnh nhân nó có thể giãn nhiều hơn á. Cho nên là mình tốt nhất là mình sẽ tập ha, tập vận động chi dưới cho bệnh nhân. Cô thí dụ như là tập vận động thì bao gồm hoặc là điển hình như các bài tập nào không cô? Chút nữa sang cái phần sau mình sẽ có cái phần vận động. Cái đó các anh chị có được học bên cái môn phục hồi chức năng không? Vận động trị liệu gì đó, có không? Anh chị có cái Hello, môn chưa học cô đó không? ơi, Chưa chưa cô. học cô ơi. Mà trong chương trình là có đúng không? Tôi em chưa thấy cô. Nói chút nữa sang cái phần vận động thì Hằng sẽ nói sơ về cái vận động cho suy giãn tĩnh mạch chi dưới ha. Chút nữa sang cái phần đó Hằng sẽ nói. Rồi thì đối với tác dụng của xoa bóp bấm huyệt á, thì mình thấy đối với y học cổ truyền ha, thì cái mà nó luôn luôn làm là gì, là nó sẽ quân bình lại âm dương ha, rồi thì làm lưu thông kinh lạc, lưu thông khí huyết đó. Mình thấy các cái tác dụng của nó sẽ liên quan tới những cái vấn đề về âm dương, về khí huyết ha, về điều hòa cơ thể. Thì cái xoa bóp này nó cũng vậy ha. Nhưng mà khi mà mình có những cái bệnh lý hư và thực thì mình sẽ có những thủ thuật nó khác nhau. Ví dụ như là với bệnh lý hư thì mình sẽ bổ, đúng không? Với cái mình học cái bài nguyên tắc chọn huyệt, mình có nhắc tới cái vấn đề này rồi ha. Và thực mình sẽ tạ. Thì đối với xoa bóp á, cái động tác mà để tạ thì mình sẽ sử dụng cái động tác mà nó mạnh và nó nhanh và ngược đường kinh. Thì cái đường kinh này các anh chị học cái bài các cái đường kinh rồi đúng không? Mình thấy những cái đường kinh thì nó sẽ có cái hướng đi khác nhau. Ví dụ như là đường kinh mà âm ở trên tay thì nó sẽ theo xu hướng thì âm thì sao, dương thì sao, âm thì thăng, dương thì giáng, đúng không? Đường kinh ở trên tay thì đường kinh âm thì nó sẽ thăng lên, nó thăng lên bằng cách là nó đi từ bên trong cơ thể, nó đi tận cùng ở đầu ngón tay. Còn dương giáng thì nó sẽ bắt đầu từ đầu ngón tay đi vào phấn xuống phía dưới ha, có thể kết thúc ở trên đầu hoặc là trong cái thân thân người. Còn đối với đường kinh ở chân thì sao, âm thăng là đường kinh âm ở chân thì nó sẽ đi từ dưới lên trên ha, từ đầu ngón chân nó đi thăng lên trên trên đầu hoặc là thân mình. Còn nếu mà dương giáng thì nó sẽ bắt đầu từ trên đầu ha, nó được giáng xuống ở tận cùng các đầu ngón chân. Thì đó là cái hướng đi của đường kinh. Thì ví dụ như là các anh chị thấy một cái đường kinh kinh phế, một cái bàng quang đi ha, một đường kinh bàng quang đi, thì hướng của đường kinh bàng quang nó sẽ đi từ bắt nguồn từ đâu và kết thúc ở đâu các anh chị? Đường kinh bàng quang là đường kinh âm kinh dương, Đường kinh dương cơ. đúng rồi ha. Vì mình muốn biết nó là đường kinh âm hay kinh dương á thì mình sẽ nhớ nó là đường kinh của tạng hay phổ, đúng không? Đường kinh của tạng là đường kinh âm, đường kinh của phổ là đường kinh dương. Mình đang nói đường kinh chính ấy nha. Thì đối với kinh bàng quang nó là đường kinh bàng quang là phổ, cho nên nó là đường kinh dương ha, kinh dương ở chân. Thì cái hướng của nó sẽ là đi từ đâu, dương dáng là đi từ từ đầu ha, bắt nguồn từ đầu đi xuống tận cùng ở dưới ngón chân đó. Thì mình thấy nếu mà mình muốn tạ một bệnh lý tạ ha
ví dụ bây giờ một cái bệnh lý mà bàng quang nó thực đi, bàng quang nó thực là hàng muốn tạ, muốn tạ thì giờ sẽ tác động các cái động tác ngược đường kinh là bàng quang, nghĩa là tác động theo cái hướng là từ dưới đi lên trên, đúng không? Còn nếu mà giờ một bệnh lý bàng quang nó hư thì là anh chị muốn nó bổ bổ thì sao, mình sẽ tác động là động tác nhẹ nhàng ha, từ từ rồi nó sẽ thận đường kinh, và cái hướng của đường bàng quang là từ trên đầu xuống, thì mình sẽ tác động các thao tác là từ từ phía lưng trên đi phía dưới, từ đầu đi xuống dưới đó. Thì đó là cái nguyên tắc mà khi mình áp dụng thủ thuật bộ tạ theo cho bác bốn huyệt. Cái phần tác dụng y học của hiện đại này thì anh chị tự đọc ra. Rồi về các thủ thuật xoa bóp bấm huyệt á, thì đối với xoa bóp bấm huyệt thì mình thấy nãy Hằng có nói ha, nó là một cái phương pháp khá là an toàn nếu mà mình tuân thủ đúng nguyên tắc và chỉ định và chống chỉ định của nó. Thì cái mà các anh chị cần nhớ là cái chống chỉ định, thì chống chỉ định ha, thì mình sẽ có một số cái chống chỉ định, cái này các anh chị bắt buộc phải nhớ này đó, chứ không phải bệnh lý nào mình cũng có thể xoa bóp được đâu. Thì đối với chấm chỉ định xoa bóp bấm huyệt á, với những cái bệnh lý mà đang mắc bệnh da và các tổ chức dưới da thì mình sẽ không xoa bóp. Bệnh nhân suy kiệt cơ thể ha, đang sốt cao cấp tính cũng không xoa bóp luôn. Suy tim độ 3 ha, suy gan thận này, bệnh ơ chảy máu hay là giãn động tĩnh mạch là cái này anh chị hỏi đó, giãn động tĩnh mạch ha. Rồi khối u này, ung thư, lao này, đau không rõ nguyên nhân và đau do bệnh cấp cứu ngoại khoa, thì những cái trường hợp này thì mình sẽ chấm chỉ định xoa bóp bấm huyệt. Mình nhớ cái này ha. Vậy thì nguyên tắc thì Cô cho hỏi tí nha cô, tại sao mà bị ung thư hay là bị cái khối u á, cô là phải là không được xoa bóp cô? Rồi tại sao các anh chị? Đau không? Đau. Nếu mà không đau thì có làm được không? Có cái cũng không đau đâu, tại vì là Ừ. Tại sao không làm được? nếu mà làm chắc là nó làm cho nó phát tán nhanh hơn rồi cô. tại sao lại làm cho nó phát tán nhanh hơn? Khi mình tác động bằng xoa bóp á, thì mình gia nhiệt, mà khi mà gia nhiệt á, thì tốc độ máu nó sẽ vận chuyển nhanh hơn, thì nó lưu chuyển các cái tế bào ung thư đó đi nhanh hơn, đúng không cô? Rồi mình trả lời cũng đúng rồi đó. Anh chị thấy là để mà cái khối u hay ung thư ấy, nó là các cái tế bào mà nó phát triển tăng sinh mạnh đúng không? Thì khi mà mình tác động trực tiếp lên cái khối u ung thư, cái này là đang nói về tác động xoa bóp trực tiếp lên khối u ung thư nha. Thì khi mà mình xoa bóp trực tiếp lên cái khối u ung thư ấy, nó sẽ làm cho các cái tế bào ở trong đó nó phát triển nhiều hơn, và làm cho nó phát triển nhiều như vậy thì nó sẽ tăng cái quá trình phát triển của khối u và ung thư lên, và có thể là tăng quá trình mà di căn đúng không? Còn nếu mà mình xoa bóp cái vùng khác cũng làm thì được. Ví dụ như anh chị có một khối u ung thư ở vùng cổ họng chẳng hạn ha, thì mình có thể xoa bóp vùng chân tay vẫn làm được. Nhưng chị đã không xoa bóp trực tiếp lên khối u và ung thư thôi. Anh chị thấy cái từ khối u và ung thư mà, chứ đâu nói là bệnh lý u và ung thư đâu. Khối u và ung thư mình sẽ không tác động trực tiếp lên cái khối u ung thư đó. Nhưng mà mình có thể tác động lên những cái vùng khác mà không có khối u và ung thư. Cô cho em hỏi luôn hả cô? Có một số sách và một số người chia sẻ khi mà bệnh ung thư á, thì nói ngay chỗ đó là cái tế bào nó bị thiếu oxy á, thì cần phải tác động vô đó cho nó có cái lưu lượng máu lưu thông và dẫn oxy vô đó, thì cho nó cái tế bào đó nó chuyển thành cái tế bào bình thường lại á cô. Cái này thì Hằng không thấy sách này chưa đọc sách nào ghi nha, nhưng mà đa phần các cái khối u ung thư á, thì nó là các cái tế bào mà tế bào mình mà sống được á, thì nó phần cần phải có, nhất là có oxy, có máu, hay có tuần hoàn trong đó để nuôi dưỡng nó. Mà trong cái tuần hoàn máu của mình tự nhiên sẽ có oxy rồi, cái tế bào của bình thường cơ thể mình nó cũng vậy luôn ha, tế bào ung thư nó cũng vậy. Thì Hằng chưa đọc được cái sách nào mà có ghi kiến thức như anh chị nói ha, nên là Hằng chỉ trả lời được đến đó thôi. Còn nếu mà sau này Hằng có đọc được thì lúc đó Hằng sẽ nói sau, nhưng mà Hằng chưa thấy có sách nào mà nói như vậy. Các anh chị đọc sách cũng lưu ý mình tìm những sách nào mà nó
nó gọi là chuẩn của y khoa mình hãng đọc ha. Còn những cái sách mà nó là thuộc về kiến thức chung á thì nhiều khi nó không có được chuẩn y khoa cho lắm. Dạ, cảm ơn cô. Cô mới vừa giải thích đó cô, thì có căn cứ vào sách giáo khoa hay chợ cái sách, những cái nghiên cứu nào mà nói về vấn đề mà không chỉ định chấm 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 chỉ định về vấn đề sẽ bóp trong cái vị trí của ung thư không cô? Anh chị nếu mà muốn muốn đọc về nghiên cứu á thì mình lên lên trên các cái trang nghiên cứu mình đọc. Các anh chị nếu mà đọc về em, cũng, em cũng có đọc rồi nhưng mà em chưa tìm thấy những cái thông tin như cô nói á, cho nên em cũng tò mò không biết là cô đọc những thông tin từ đâu. Những thông tin này Hằng cũng lấy từ trong sách giáo khoa ra đó. Cụ thể thế nào cô có thể cho anh biết để anh tìm hiểu thêm. Các anh chị có thể đọc cái sách là Xóa bóp bốn nguyệt ở trường đại học. Mình nhớ là mình lấy các trường đại học nha. À, các tác giả có cái của trường đại học, ví dụ ở thành phố Hồ Chí Minh thì mình có trường đại học Y Dược nè, đó mình có thể lấy cái sách Xóa bóp ung thư của trường đại học Y Dược để mình tham khảo, hoặc là những bác sĩ lớn trong cái ngành xóa bóp ung thư. Còn nghiên cứu thì anh chị sợ cái tên á, hoặc là nhiều khi mình tìm vào tiếng Việt nhiều khi nó không ra đâu, mình phải tìm vào tiếng Anh á. Còn nếu các anh chị không thấy nó có trong các nghiên cứu thì mình sẽ tìm nó là trong cái phần điều trị u và ung thư á, thì mình xem có trong cái phần mà hướng dẫn guideline là có cái phần xóa bóp bốn nguyệt trên khối u và ung thư hay không, nên mình đọc cái đó. Rồi các anh chị tìm tài liệu đọc ha. Dạ cảm ơn cô. Rồi về kỹ thuật xoa bóp thì tất nhiên khi mà mình thực hiện xoa bóp thì mình phải chuẩn bị các cái dụng cụ. Nếu mà mình ghi môi trường mà tốt nhất thì mình nên chuẩn bị một số cái dụng cụ cần thiết ha, như là phòng thì cần phải giữ được cái độ sáng nhất định này, chứ không nên để tối nha anh chị, sẽ gây ra cái hiểu nhầm ha. Và nhiệt độ thì ở mức mà nhiệt độ này thì nó không cố định là 20-22, mà nhiệt độ thì tầm cái mức mà bệnh nhân thì dễ chịu là được rồi ha. Và có tấm che giữa nam và nữ. Trang thiết bị xoa bóp thì đường xoa bóp cao khoảng 0.7-0.8m và rộng 0.6-0.8m. Và thường cái nệm xoa bóp á, nếu mà bệnh nhân cần phải làm sấp á, thì sẽ có một cái lỗ ở phần đầu ha, cho bệnh nhân mà làm sấp cái đầu vào cái lỗ đó. Và dụng cụ hỗ trợ thì mình có thể thêm cái phấn hoặc là dọc xoa bóp. Thì khi mà dùng phấn á, thì mình sẽ dùng phấn cho những bệnh nhân mà có cái da mà nó hơi dòng một xíu ha. Còn nếu mà bệnh nhân mà có cái da hơi khô á, thì mình có thể dùng dầu xoa bóp. Và cái yếu tố đầu tiên khi mà xoa bóp ha, thì cái người điều trị tức là kỹ thuật viên xoa bóp á, thì cần phải cắt móng tay, các anh chị nhớ ha, tại vì mình dùng cái bàn tay của mình để tác động lên người bệnh mà. Các anh chị mà để móng tay thì khi mà làm thì sẽ làm cào cấu rồi ấn lên bệnh nhân, sẽ làm nhân đau. Cho nên là cái đầu tiên là mình phải cắt móng tay trước ha, và rửa sạch sẽ, vệ sinh tay. Và nhớ là khi mà mình làm trên bệnh nhân á, cái vùng nào mà mình điều trị thì mình mới bộc lộ ra, ở cái vùng nào mà không điều trị thì mình sẽ che chắn lại. Rồi. Hiểu rõ bệnh lý ha, điều chỉnh lực ở xoa bóp sao cho phù hợp với từng người bệnh. Và nhớ là trong quá trình mình làm thì luôn hỏi bệnh nhân là xem cái lực của mình nó có phù hợp hay chưa. Mà không xoa bóp trên xương ha. À, thư giãn toàn thân, tránh no đói, cái này mình nói rồi ha. Và các thủ thuật tác động trong xoa bóp bốn huyệt thì mình sẽ có các thủ thuật tác động lên da này, thủ thuật tác động lên cơ này, thủ thuật tác động lên khớp này, và các cái thủ thuật mà để bấm huyệt, để tác động lên huyệt á, thì mình thấy với cái thủ thuật tác động lên khớp á, thì cái đó nó sẽ thiên về vận động trị liệu hơn, cho nên đến cái phần đó thì Hằng sẽ không nói nhiều ha, Hằng sẽ nói về cái bệnh sử dụng tĩnh mạch của các anh chị vừa hỏi thôi. Còn các thủ thuật tác động lên da á, thì mình thấy cái thủ thuật của mình nó sẽ phân theo cái mức độ, da là cái phần mà nó sẽ tác động vào phần nông nhất ha, sau đó tính cơ là phần sâu hơn, và vận động khớp, và cuối cùng là tác động lên cái huyệt là đặc trưng của y học truyền mình đó. Thì đối với thủ thuật tác động lên da thì nó sẽ gồm có bảy cái thủ thuật, như là sát xoa, nghiết, phân hợp, kéo cuộn và phát. Thì những thủ thuật này ha, các anh chị xem trong slide nha, cảm thấy nó cũng là chữ thôi hả, cô không có gì để giải thích thêm đâu. Cái này các anh chị học để bữa sau mình thực hành thôi, nhớ là mình phải học nha. Phần thực hành của mình sẽ có cái phần là xác định đường kinh này, cái phần
châm cứu này, rồi thực hiện xoa bóp này, và thực hiện rồi dưỡng sinh. Cho nên là mấy cái thực thuật các anh chị phải đọc nha, phải đọc và nhớ trước khi mà mình học thực hành. Nhớ là học thuộc lý thuyết trước khi đi thực hành nha các anh chị, chứ không tới đó mình không có làm thì lại phí cái thời gian mình đi thực hành. Rồi các thủ thuật tác động lên cơ á, thì mình sẽ có các thủ thuật như là day, đấm, chặt, lăn, bóc, vòn, ấn và rung cơ. Thì mình thấy cái thủ thuật tác động lên cơ nó sẽ có cái lực tác động nó sâu và nó mạnh hơn, nó mạnh hơn là cái thủ thuật tác động lên da. Rồi tới thủ thuật tác động lên khớp á, thì mình sẽ có ba cái loại thủ thuật tác động lên khớp như là vận động khớp nhỉ, như là V, như là kéo giãn và rung. Thì đối với cái V và kéo giãn và rung á, cái dạng kéo giãn và rung thì nó bên phần vận động trị liệu á, bên phần kéo giãn của hồi chức năng á, thì cái này thì nó sẽ chuyên sâu hơn là bên y học cổ truyền của mình. Thì giờ Hà sẽ nói về cái vận động khớp ha. Thì các anh chị thấy là mỗi cái khớp của mình nó sẽ có các cái vận động của từng khớp riêng biệt đúng không? Ví dụ như là trên cái khớp của mình có khớp ví dụ như là khớp vai chẳng hạn, thì các anh chị thấy nó có những cái vận động nào của khớp vai? Vận động nào của khớp vai? Vai của mình thì có những vận động nào? Dạ vai có vận động mà gập, duỗi, xoay trong, ngoài. Đúng rồi. Gập, duỗi khớp vai ha, khớp vai thì có gập, duỗi khớp vai nè, xoay trong xoay ngoài khớp vai nè, đúng không? Dạng khép khớp vai nè, rồi răng áp ngang nè, đúng không? Rồi khớp khuỷu tay thì có gập, duỗi khớp khuỷu tay nè. Rồi quay sấp quay ngược cẳng tay nè. Rồi khớp hông thì mình sẽ có gì? Gập giữa khớp hông này ha, dạng áp khớp hông này, rồi sẽ trong xương ngoài khớp hông. Ở cuộc sống thì có những cái động tác vận động nào các anh chị? Cuộc sống của mình có những động tác gì? Là gập duỗi nè, đúng không? Rồi gì? Xoay trái xoay phải nè, rồi nghiêng trái nghiêng phải. Đó. Thì khi mà các anh chị muốn mà vận động được các cái khớp của cơ thể, các anh chị phải thuộc được là các cái khớp của cơ thể mình có những vận động nào, từng khớp ha. Các anh chị muốn vận động khớp nào thì các anh chị phải nhớ được là khớp đó có những vận động nào trước đã, rồi sau đó mình mới vận động được. Những cái nguyên tắc mà để vận động khớp á, thứ nhất là các anh chị phải vận động nó theo cái tầm hoạt động sinh lý của nó. Thì tầm hoạt động sinh lý của nó là như thế nào thì các anh chị phải biết được là cái tầm vận động bình thường của khớp là cái rung á, tầm vận động bình thường của khớp ha, cái này này các anh chị, thì mỗi khớp nó sẽ có cái rung khác nhau ha. Các anh chị có thể mua một số cuốn sách về tầm hoạt động của khớp nội thực cơ gì đó, về bên vực và động trị liệu á, đó chị đọc ha, thì trong cái đó nó sẽ nói về, trong cái sách đó nó sẽ nói về các cái tầm vận động của khớp, khớp vai thì tầm vận động gập là bao nhiêu, duỗi là bao nhiêu, rồi xoay trong xoay ngoài là bao nhiêu, khớp hông tầm vận động gập duỗi là bao nhiêu ha, cuộc sống thì nghiêng trái nghiêng phải là bao nhiêu, rồi gập duỗi bao nhiêu, thì các anh chị sẽ phải nhớ những cái đó để mình biết là khi mình vận động cái khớp cuộc sống chẳng hạn, hoặc là khớp vai chẳng hạn, thì mình sẽ vận động trong cái tầm giới hạn của rung, của cái tầm vận động, chứ mình không có làm quá cái tầm vận động của cái rung bình thường sinh lý. Nhưng khi anh chị làm quá thì khả năng mà liên quan tới chật khớp hay những cái chấn thương đi kèm nó sẽ xảy ra ha. Cho nên là mình sẽ tuân theo nguyên tắc là vận động theo cái tầm hoạt động sinh lý rung của khớp thôi. Vậy khi mà vận động á, thì mình sẽ có những cái lưu ý. Thứ nhất là mình phải hiểu rõ tầm vận động bình thường và các cơ động của khớp, này là cái Hằng vừa nói ha. Hiểu rõ tầm vận động hiện tại của bệnh nhân. Có những bệnh nhân người ta mắc một số bệnh lý mà làm giới hạn vận động của khớp á, thì khi mà mình tập vận động á, thứ nhất là mình sẽ không làm quá cái tập vận động mà gây đau cho bệnh nhân. Nếu để mà giờ tăng cái giới hạn lên từ từ tới mức và bình thường á, thì mình sẽ tăng từ từ theo từng cái lộ trình, chứ mình không có làm ngay từ ngày đầu mà mình bắt bệnh nhân phải trở về cái tập vận động bình thường được. Như vậy nó sẽ làm cho bệnh nhân đau nhiều hơn. Rồi khi vận động thì không làm quá mạnh mà đột ngột. Anh chị nhớ ha, mình làm nhẹ nhàng từ từ thôi, không có làm quá mạnh hay đột ngột. Phần trên của khớp phải được cố định, và với những cái khớp vận động bị hạn chế muốn là nên làm rộng hơn phạm vi hoạt động một chút.
Thế chị nhớ là làm một chút và từ từ, từng quá trình, từng cái lộ trình, chứ mình không có làm ngay từ ngày đầu ha. Còn các cái khớp trong này hàng ngục hàng cũng có để các cái thông số của các cái khớp này, góc vai gập duỗi là bao nhiêu này, trong mặt này các anh chị sẽ thấy là cái khoảng ha, gập là 170 đến 180, rồi duỗi là 40 đến 45. Thì các cái con số này là con số mà trung bình, con số trung bình nha. Còn mỗi người thì sẽ có cái tầm vận động riêng và nó thay đổi theo lứa tuổi và giới tính. Ví dụ như là nữ thì sẽ thường là cái tầm vận động khớp nó sẽ rộng hơn là nam, và người già thì tầm vận động khớp nó sẽ bị hạn chế hơn là người trẻ. Thì cái tầm vận động này là con số trung bình thôi ha. Các anh chị coi trong slide nhà có đẻ đi. Rồi, thì ngoài ra cái phần mà cái phần sau bóp bóng huyệt của mình là có một cái mục là đánh gió. Thì cái đánh gió này nó là cái các cái thao tác kết hợp của xoa bóp bấm huyệt ở trên vùng lưng, và nó sẽ gồm 5 cái thủ thuật từ nông đến sâu, như là từ xa đến miết đến cuốn đến cuộn đó, và dây đấm ha. Đó, mình sẽ lặp lại 5 cái thủ thuật này, và cái thời gian thực hiện của cái đánh gió này là từ 7 đến 10 phút một lần, và một lần một ngày có thể làm 3 đến 4 tháng liên tục. Và tác dụng của nó là làm ổn định thần kinh này ha, cảm giác dễ chịu này, giảm một số cái rối loạn thần kinh tự chủ này, điều trị bệnh thường gặp ở mũi, họng, ngực, tứ chi hay là xương khớp. Thì khi mà đánh gió các anh chị có sẽ kết hợp với một số cái dược liệu mà nó mang tính chất tinh dầu á, thì nó sẽ làm tăng cái hiệu quả đánh gió hơn. Ở đây là cái quá trình đánh gió ha, mình sẽ xoa lòng bàn tay, xoa dọc hai bên lưng từ vai đến mông 1 đến 2 phút. Rồi sau đó mình sẽ miết vân ngón tay, miết dọc hai bên lưng ha, và theo khoảng lên sườn 1 đến 2 phút. Rồi cuốn này, mình thấy các thủ thuật nó sẽ tác động lên vùng lưng. Rồi tiếp theo là thủ thuật tác động lên huyệt. Thì lên huyệt mình sẽ có 4 cái thủ thuật chính là ấn, dây, bấm và điện. Và mình nhớ phân biệt 4 cái thủ thuật này ha, cái cách mà thực hiện nó sẽ khác nhau đó. Cái điểm huyệt này là điểm huyệt trong điều trị nha, chứ không phải điểm huyệt trong phim Trung Quốc nha các anh chị. Nhờ khi Hằng đi dạy ở các lớp, các bạn hay hỏi Hằng là có điểm huyệt được cho đứng yên được không? Em cũng tò mò đó cô, không biết điểm có được đứng yên như phim không nữa. Làm gì có các anh chị. Nếu mà cái người mà được điểm huyệt mà chịu đứng im á, thì sẽ đứng im. Rồi những phép điều trị ha, cái này các anh chị biết thôi. Rồi xoa bóp điều trị một số bệnh á, thì mình thấy cái xoa bóp bụng huyệt của mình, ngoài trừ những cái bệnh lý mà chúng chỉ định ra, thì mình có thể áp dụng trong hầu hết các cái bệnh lý được. Nhưng mà nhớ là mình phải chẩn đoán trước rõ ràng ha, xem bệnh lý của bệnh nhân này là hư hay thực, và tình trạng bệnh nhân thế nào, thì mình mới xem là cái phương pháp xoa bóp của mình có phù hợp hay không, rồi mình mới làm nha các anh chị. Rồi như là cảm cúm thì cũng là một trong những cái bệnh lý mà mình hay sử dụng xoa bóp ha. Cảm phong hàn thì mình sử dụng thủ thuật mềm mại chậm thấm xuống da để ấm và phát tán phong hàn. Đó. Cảm phong nhiệt thì mình dùng động tác nhanh mạnh để phát tán phong nhiệt. Rồi đây là một số cái bệnh lý các anh chị coi ha. Liệt bệnh ngoại biên. Thì liệt bệnh ngoại biên nó là một cái bệnh lý mà sẽ làm cho mặt của mình nó bị méo lệch, mắt nhắm không kín, rồi miệng bị méo lệch ha. Thì với cái liệt bệnh ngoại biên này á, thì thường xoa bóp bấm huyệt nó sẽ hiệu quả cho cái liệt bệnh ngoại biên mà nguyên phát do lạnh, hay mình gọi là liệt beo á. Thì mình sẽ xoa bóp ở trên cái vùng mặt cho bệnh nhân, vùng ở bên liệt á, nhưng mà thường mình sẽ làm cả hai bên, nhưng mà mình sẽ tác động vào bên kia vùng liệt nhiều hơn. Thì khi mà mình xoa bóp ở cái vùng mặt đối với liệt bệnh á, thì các anh chị nhớ một trong những cái yếu tố các anh chị phải lưu ý, đó chính là mình sẽ xoa bóp theo cái hướng mà đi từ dưới lên trên, để tránh cái hiện tượng mà xệ cái cơ mặt của bệnh nhân ha. Thì sẽ vuốt từ, nếu mà mình sử dụng cái động tác mà sát xoa miết từ đó, mình sẽ miết từ dưới đi lên trên, nhớ là cái hướng của mình luôn là từ dưới đi lên trên ha. Rồi táo bón thì mình sẽ xoa cái bụng đó, theo kiểu chiều kim đồng hồ. Thì tại sao mình phải xoa bụng theo chiều kim đồng hồ anh chị? Ơi,
nó theo cái vòng tuần hoàn của ruột mình phải không cô? Ừ, nó theo cái hướng đi của ruột chứ không phải vòng tuần hoàn của ruột. Cái hướng đi của ruột ha, thì mình thấy cái hướng đi của ruột của mình nó từ ruột non tới ruột già, rồi tại ruột già thì có đại tràng đi, đại tràng lên, đại tràng ngang, đại tràng xuống, đại tràng sigma, trực tràng gì đó, thì cái hướng đó nó sẽ theo cái đường chiều kim đồng hồ ha. Cho nên khi mà mình xoa để điều trị cái táo bón thì mình sẽ xoa theo cái đường chiều kim đồng hồ để theo cái khung đại tràng, theo cái đường khung của ruột. Thì lưu ý là cái xoa bóp bốn huyệt và đối với điều trị táo bón á, thì nó sẽ hiệu quả cao khi mà mình sử dụng trong cái trường hợp táo bón cơ năng. Còn nếu mà táo bón thực thể á, thì nó hiệu cũng có tác dụng nhưng mà cái hiệu quả nó không cao bằng. Và thường những cái táo bón thực thể các anh chị phải điều trị hết cái bệnh lý mà gốc mà gây ra cái táo bón á, thì nó mới cải thiện tốt được. Còn cái xoa bóp bốn huyệt của mình nó chỉ là hỗ trợ thôi. Còn với táo bón cơ năng thì nó sẽ cái hiệu quả cao hơn. Rồi thì đó là cái bài phần liên quan tới xoa bóp bốn huyệt ha. Còn cái phần mà vận động mà trong suy giãn tĩnh mạch đúng không? Thì đối với vận động trong suy giãn tĩnh mạch á, các anh chị thấy với cái bệnh lý mà suy giãn tĩnh mạch chi dưới á, thì các cái yếu tố mà để giúp là mình nắm được nguyên nhân mà gây ra các bệnh lý đó đi ha, cơ chế đi ha, thì cơ chế của cái giãn tĩnh mạch chi dưới là gì các anh chị? Suy giãn tĩnh mạch chi dưới á. Là do khí huyết không lưu thông không? Ừ, nếu mà y học cổ truyền thì là khí huyết không lưu thông. Rồi sao nữa anh chị? Em nghĩ là do máu nó bị tụ ở dưới chân nhiều, cái hướng nó đi về tim không được, nên là nó tạo cái áp của cái dòng máu, máu đi xuống nhiều hơn là so với áp lực đẩy lên tim, nên là nó khiến bị hư các cái van tĩnh mạch và gây ra giãn tĩnh mạch. Rồi tìm một cảm ơn anh chị ha. Thì một số cái yếu tố mà mình thấy trong bệnh suy giãn tĩnh mạch chi dưới á, thì mình thấy cái phần mà máu của tĩnh mạch nó sẽ ứ ở phần chi dưới ha, làm cho thì bệnh nhân có tình trạng là nặng mỏi tức hay là phù chân hay là chuột rút gì đó vân vân. Thì mình thấy bình thường á, để mà dòng máu của mình nó luân chuyển ha, thứ nhất là có động mạch để máu nó từ tim nó bơm đi đúng không, bơm đi nuôi dưỡng cơ thể. Rồi thứ hai là máu tĩnh mạch thì nó phải sau khi mà máu của mình nó trao đổi, nó nói về y học hiện đại nha, y học hiện đại á, tại vì bệnh suy giãn tĩnh mạch chi dưới của mình là bệnh lý y học hiện đại thì hàng sẽ nói theo cơ chế của y học hiện đại. Thì khi mà cái dòng máu mà nuôi dưỡng xong rồi á, nó sẽ theo tĩnh mạch để nó về tim, để nó về phổi, để nó về tim để trao đổi lại đúng không? Thì để mà cái dòng máu mà ở phần trên phần dưới cơ thể mình á, mà nó muốn về tim được theo tĩnh mạch ấy, thì thứ nhất là nó phải có các cái van một chiều. Thì cái van một chiều này là cái van ở tĩnh mạch, nó sẽ theo một chiều thôi, là từ dưới lên từ dưới chân á, đi lên về lên trên người á, nó chỉ theo một chiều đó thôi. Và thứ hai là cái lực co bóp của các cái cơ ở bên chân. Thì khi mà các cái yếu tố này mà nó không được đảm bảo ha, thì nó sẽ gây ra cái hiện tượng là suy giãn tĩnh mạch chi dưới. Cái giãn tĩnh mạch chi dưới á, cái sự nhất là cái suy van ha, cái suy van thì khi mà cái van một chiều đó nó không có hoạt động tốt á, nó bị suy van của tĩnh mạch á, thì cái hướng mà khi mà nó đóng một chiều á, thì khi mà nó cái dòng máu nó đi trong tĩnh mạch rồi á, mà nó bị chạy ngược lại ha, cái van nó bị yếu mà nó không đóng hoàn toàn được, nó bị chạy ngược lại, thì nó sẽ làm ứ cái dòng máu ở trong tĩnh mạch lại. Và thứ hai là khi mà cái cơ của mình nó không co bóp được, nó không bóp được cái dòng máu về cái tim á, thì nó cũng sẽ làm cho cái tĩnh mạch, cái máu ở trong tĩnh mạch nó ứ lại. Thì khi mà máu trong tĩnh mạch nó ứ lại như vậy thì sẽ làm cho tĩnh mạch lâu ngày nó bị giãn ra. Ngoài ra còn có các cái yếu tố khác như là các cái yếu tố làm cho thành mạch nó yếu gì đó vân vân ha. Thì với những cái yếu tố như vậy á, nó làm cho gây ra cái bệnh lý suy giãn tĩnh mạch chi dưới của bệnh nhân. Thì để mà giúp cho cái dòng máu nó về tim tốt hơn á, thì các anh chị sẽ tập luyện các cái cơ và tập luyện khớp cho bệnh nhân, nên vận động cái cơ khớp của bệnh nhân. Thì để mà tập luyện cái phần cơ mà để phần cơ chi dưới á, để giúp mạnh cái cơ và để giúp cho bóp cái phần co bóp để máu nó về tim dễ hơn á, thì các anh chị phải tập mạnh cái cơ.
Thì để mà tập cái cơ thì các anh chị phải tập, nhất là tập gì, cái cơ nó vận động thì cái khớp nó sẽ vận động theo, đúng không? Cho nên là mình sẽ tập vận động khớp, đúng không? Mình sẽ tập vận động khớp cho bệnh nhân, tập vận động chi dưới đó. Thì thực chất là khi mà mình tập vận động khớp chính là mình đang tập vận động các cái cơ bệnh nhân đó. Thì cơ nó tốt, nó khỏe rồi thì cái phần mà co bóp nó sẽ về dễ hơn. Còn khi mà mình xoa bóp ở những cái phần mà giãn tĩnh mạch chi dưới á, thì khi mà mình tác động như vậy nó sẽ làm cho cái lượng lưu thông tuần hoàn ở chợ cái vùng đó nó nhiều hơn và làm cho cái giãn tĩnh mạch nặng nề hơn á, nó sẽ làm cho bệnh nhân giãn nhiều hơn. Nhiều khi lúc làm xong bệnh nhân có thể thấy dễ chịu á, nhưng mà lâu ngày lâu dần nó sẽ làm cho tình trạng nó nặng hơn. Và một câu hỏi cho các anh chị ha, thì bệnh nhân suy giãn tĩnh mạch á, chi dưới thì có nên ngâm nước nóng không? Ngâm nước nóng, bôi dầu nóng? Không cô. Em nghĩ là phải không cô. Không cô. Tại sao? Thì làm cho mấy cái van một chiều tĩnh mạch đó nó càng giãn ra nữa thì nó lại càng không ổn nữa cô. Làm cho cái mạch máu nó giãn nhiều hơn ha, sẽ nặng nề hơn. Ở cho nên các anh chị lưu ý là khi bệnh nhân mà có ý định mà xoa dầu nóng hay là ngâm nước nóng nó phải ngăn chặn liền ha, không có được làm nha các anh chị. Cô ơi, cho em hỏi một câu cô ạ. Ví dụ như cô nói là những bài tập mà vận động cơ khớp gì đó, những bài tập nào vậy cô? Mình vận động cái phần chi dưới á. Các anh chị đọc cái phần vận động khớp chi dưới đi. Chạy bộ được không cô? Chạy bộ được không cô? Không, chạy bộ không được. Lấy bạn tập vận động mà. Đạp xe. Tại chỗ. Các anh chị phải nói về cơ chế của nó rồi đó. Đối với chạy bộ hay là chạy đạp xe tại chỗ, mà các anh chị cái hướng trọng lực của mình nó cũng sẽ làm cho cái tĩnh mạch, cái hướng dòng máu của mình nó khó về tim hơn á. Cái trọng lực mình đứng thẳng á. Cảm ơn cô. Nhưng mà cô ạ, cái để phòng chống cái giãn tĩnh mạch thì mình phải làm sao cô? Thứ nhất là mình tránh những cái yếu tố nguy cơ đi. Mình không đứng quá lâu nè, ngồi một chỗ quá lâu nè, tập thể dục đi. Khi mà nó chưa bị tập thể dục đi ha. Đó, mình luyện cho cái phần chi dưới của mình nó mạnh và nó không có bị ưu tĩnh mạch lâu quá thì nó sẽ không gây ra cái hiện tượng đó. Đó là em thấy mấy người giãn tĩnh mạch á, tối tao ngủ á con, cứ đặt cái chân mà vuông góc trên tường á để đẩy cái máu về tim á, nó cũng hỗ trợ tốt. Dùng như sáng hay tối gì cứ khi nào mà rảnh là cứ nằm ở dưới sàn ở trên giường rồi đó, đặt chân lên nó đẩy máu về, nó đỡ cái uống chân. Thì đó nó dịu dàng được triệu chứng thôi các anh chị. Cô ơi cho em hỏi là nếu mà mình di chuyển, mình đi, mình đứng nhiều quá thì mình bị giãn tĩnh mạch. Nếu mà bị giãn tĩnh mạch như vậy thì mình cái tập thêm các bài tập vận động thì nó cũng giống như là mình đi đứng thêm. Vậy có cách nào để giảm bớt giãn tĩnh mạch trong trường hợp này không cô? Tập với bài tập vận động nó không phải là mình đi đứng thêm. Anh chỉ có thể nằm xuống để tập mà. Đâu phải cứ đứng để tập đâu. Chỉ cả đây là mình tập để cho cái cơ mình nó khỏe hơn, nó mạnh hơn, nó để cho nó co bóp dễ, nó bóp về cái tĩnh mạch về máu về tim dễ hơn. Chứ không phải các anh chị phải phân biệt giữa việc mà mình tập luyện và mình gọi là sử dụng quá mức của một cái phần cơ thể nào của mình á, hai cái đó nó khác nhau. Nhiều khi các anh chị cứ bị lầm tưởng là mình làm việc quá trời, mình lao động này nọ đó chính là mình đang rèn luyện sức khỏe, thì không phải. Cái tập thể dục nó là một cái khía cạnh là nó sẽ là phòng ngừa và bảo vệ điều trị bệnh, chứ nó không phải là về trong vấn đề làm việc ha. Hay là cái tập luyện ở trong cái tập luyện phần cơ ở trong cái giãn tĩnh mạch chi dưới á, nó là phương pháp tập luyện để giúp cho giảm bớt cái tiến trình nặng của cái bệnh suy giãn tĩnh mạch đi. Thì anh chị đọc cái phần vận động chi dưới đi thì mình sẽ biết cách mình vận động như thế nào. Ở phần chi dưới của mình có các phần cơ đó, thì cái phần mà để giúp cho cái máu tĩnh mạch mà nó về dễ hơn á, thì anh chị sẽ tập từ cái phần mà cổ chân nè, các vận động khớp cổ chân nè, vận động khớp của cẳng chân nè, đúng không, đùi nè, đó mình sẽ tập các cái vận động khớp của cái vùng đó.
Cô có thể chia sẻ cho lớp biết một số cái dấu hiệu để nhận biết người đó bị suy giãn tĩnh mạch không cô? Dấu hiệu các anh chị sẽ thấy, thứ nhất là mình cảm giác như là chân mình mỗi lần khi mà mình đứng hay ngồi lâu á thì mình sẽ thấy nó nặng cái chân, nặng hai cái phần bắp chân á. Thì và còn một cái dấu hiệu mà nó nhìn rõ hơn nữa thì mình sẽ thấy là một số cái mao mạch nhỏ nó sẽ nổi trên cái vùng da của mình á. Thì bình thường cái mao mạch của mình nó sẽ ít lắm, mà khi anh chị thấy cái số lần mà nó, cái mạch máu mà nó lộ ra nhiều á thì anh chị phải phải coi chừng là mình có khả năng bị suy giãn tĩnh mạch. Còn nếu mà nặng hơn nữa thì mình sẽ thấy cái chân mình mà khi mà đi đứng ngồi lâu á mình sẽ thấy nó hơi phù lên, nó hơi sưng lên ở cái phần mà dưới á, phần cổ chân á, phần cổ chân bàn chân á, thì thấy nó hơi sưng phù lên, có thể có cái hiện tượng là chuột rút gì đó. Nếu mà các anh chị còn những cái triệu chứng đó mà không phải do bệnh lý khác nha, thì anh chị nên đi siêu âm tĩnh mạch chi dưới đi, có khả năng bị suy giãn đó. Dạ, cảm ơn cô. Rồi xong mình học cái phần phương pháp tự sinh nha các anh chị. Mình học xong bài này là mình còn kiểm tra nữa. Cái phần phương pháp tự sinh này á thì Hằng sẽ giới thiệu với các anh chị về một số về về cái hai cái phương pháp, nhất là thở bốn thò này, thứ hai là thư giãn, hai cái đó là cái anh chị phải phải biết ha, và một số cái động tác để mình tập luyện thôi. Thì có nhiều động tác lắm nhưng mà Hằng sẽ giới thiệu với anh chị một số cái thôi. Thì đầu tiên là luyện thư giãn, thì cái luyện thư giãn thì nghe tên anh chị cũng biết rồi đúng không? Luyện thư giãn là một cái phương pháp mà mình sẽ luyện quá trình nghỉ ngơi chủ động, nghĩa là bản thân mình sẽ chủ động để cho cơ thể mình đi vào trạng thái nghỉ ngơi thư giãn. Mà đây chính là quá trình mà mình sẽ luyện quá trình ức chế thần kinh, ức chế của hệ thần kinh ha. Nó sẽ gồm 3 bước này. Bước đầu tiên á là mình sẽ ức chế ngũ quan bằng cách là che mắt này, nơi yên tĩnh, quần áo phù hợp ha, và không có mùi hương hay là tiếng động mạnh nha. Mình sẽ ở nơi yên tĩnh mà không có mùi hương. Rồi bước hai là tự nhủ thầm các cơ mềm ra, giãn ra từ từ, chắc chắn từng nhóm cơ từ trên xuống dưới rồi toàn thân. Và bước ba là mình tập trung theo dõi hơi thở. Rồi cái yếu tố mà để mình luyện tập được cái thư giãn này á, nhất là các anh chị phải tạo cho mình một cái tín hiệu ha, là cái cơ thể mình nó sẽ thư giãn ra và nó cảm giác như là nó nặng mà nó chì xuống á, thì lúc đó các anh chị sẽ hiểu được cái cảm giác thư giãn như thế nào. Mình tưởng tượng giống chuyện mình đang chìm vào giấc ngủ các anh chị, thì cái cảm giác thư giãn nó cũng kiểu như vậy ha, nó cũng là cái trạng thái mà các anh chị đi vào giấc ngủ á, các cái cơ các anh chị nó sẽ mềm ra. Thôi vậy thì thay vì mình tập cái bài này mình ngủ luôn được không cô? Nếu các anh chị ngủ luôn thì cũng được, nhưng mà đâu phải lúc nào các anh chị cũng có đủ thời gian để mình ngủ đâu, đúng không? Ví dụ như là các anh chị sau một cái buổi sáng làm việc căng thẳng gì đó, mà anh chị chỉ có tầm khoảng 10-15 phút gì đó nghỉ ngơi thôi, thì các anh chị có thể luyện thư giãn giữa chừng như vậy cho cái hệ thần kinh của mình nó dịu xuống. Đó, thì mình cái thời gian 10-15 phút thì nó không đủ để các anh chị ngủ đâu. Sẽ có một số anh chị ngủ được ha, nhưng mà nghĩ là các anh chị khác thì hơi khó ngủ trong vòng thời gian từ 10 đến 15 phút đó. Mình có thể luyện thư giãn chẳng hạn, thì nếu mà mình ngủ được thì càng tốt, còn không thì mình để tập thư giãn thôi. Tại vì cái thư giãn này thì mình có thể làm xen kẽ giữa các cái thời gian ở trong ngày á. Cái mùi hương á nó sẽ làm cho mình bị tập trung vào cái mùi hương đó và làm cho mình khó có thể tự thư giãn được. Tại vì khi mà thư giãn thì mình phải làm sao cho cái hệ thần kinh của mình nó ức chế bằng cách tối đa nhất có thể. Còn khi mà anh chị ngửi thấy mùi hương rồi chứng tỏ là cái khứu giác của mình đang hoạt động rồi, và khứu giác cũng là một trong những cái hệ thần kinh của mình á, thì là cho anh chị cái não của mình sẽ hoạt động theo cái mùi hương đó. Cho nên là mình sẽ không không để mùi hương hay là tiếng nhạc gì ha. Ở luyện thở bốn thời thì cái luyện thở bốn thời này á nó sẽ luyện cả hai quá trình ức chế và hưng phấn của hệ thần kinh. Thì cái luyện thở bốn thời này mình thấy là có bốn cái giai đoạn ha, bốn thời mà bốn giai đoạn, cho nên là mình nó sẽ có hai giai đoạn để luyện quá trình ức chế thần kinh và hai giai đoạn để luyện quá trình hưng phấn thần kinh.
Và cái luyện thọ bốn thời có kê mông này nó khác một chỗ là mình sẽ kê một cái gối ở dưới mông. Cái gối này có thể cao từ 5 đến 8 cm. Ở tay trái để lên bụng ha, tay phải để lên ngực. Đây là bốn cái bước để luyện thọ bốn thời. Thì mình có thì một là hít vào sâu tối đa ha, ngực nở bụng phình giữ trong vòng 4 đến 6 giây. Thì hai là giữ hơi mở thanh quản. Các anh chị nhớ cái thì hai này là mình mở thanh quản nha. Thì mở thanh quản này bằng cách là mình sẽ liên tục hít thêm hoài. Tại vì khi mà mình đóng thanh quản á, thì lúc đó với những bệnh nhân mà có cái bệnh lý tăng huyết áp á, thì cái nguy cơ mà có thể gây ra đột quỵ nó sẽ khá là cao ha. Cho nên là mình sẽ mở thanh quản bằng cách là mình sẽ liên tục hít thêm hoài. Chứ mình không có nín thở nha. Nhớ là giai đoạn thì hai này nó không còn nín thở lại. Và thứ ba là thở ra tự nhiên, mình nhớ là thở ra tự nhiên nha, chứ không có thúc hay là không có kiềm lại, mình sẽ thở ra một cái tự nhiên nhất. Thì bốn là nghỉ ngơi, tức là giai đoạn thư giãn á. Thì Hằng có để các cái từ im nghiêng ở đây này, thì khi mà anh chị học thực hành á, thì mình có thể đọc nhanh bốn cái thì này bằng cách lệnh như là thì một hít cực bụng nọ ha, thì hai giữ hơi hít thêm, thì ba thở không kiềm thúc, và thì bốn nghỉ nặng ấm thân. Đó, mình có thể sử dụng các cái câu lệnh này để mình tập cái thực hành. Và muốn là tập luyện thì mình có thể tập luyện 10 đến 10 hơi thở. Với số lần này thì sẽ tùy vào thuộc vào từng bệnh nhân, tùy vào các anh chị ha. Anh chị có thể luyện được bao nhiêu lần thì mình luyện được bấy nhiêu lần. Thì mình thấy cái thì một và thì hai là cái thì mà mình thấy là sao? Hít vào sâu tối đa này ha. Thì hai là giữ hơi hít thêm ở thanh quản này. Thế nên là thì một và thì hai là cái thì mà để luyện quá trình hưng phấn của thần kinh. Còn thì ba là mình thở ra tự nhiên, thì bốn là thì thư giãn. Thì hai cái thì ba và thì bốn nó sẽ luyện quá trình ức chế của hệ thần kinh. Và cái thì một mà khi mà mình hít vào sâu á, tác dụng của nó để tăng dung tích phổi nha, và kê mông để luyện cơ hoành. Cơ hoành là một trong những cơ hô hấp chính của cơ thể mình. Khi mà mình kê mông như vậy cũng sẽ làm tăng áp suất trong bụng và làm cho máu về tim dễ dàng hơn. Thì hai mình giữ hơi để hoàn thành trao đổi khí hoàn toàn tại phế nang ha, và mở thanh quản để tránh nén hơi và là tránh cái tình trạng là tăng cái lượng máu lên đầu. Thì ba thở ra và kê mông thì nó sẽ giúp cho mình thở ra gần tối đa và nghỉ thư giãn để luyện quá trình ức chế và chuẩn bị cho trở lại cái thì một. Thì giờ anh chị sẽ qua một cái video đi ha. Cái video. Các cái thứ kia động tác này các anh chị về tự coi ha. Còn đây cũng không có gì đâu. Mình quan trọng là mình áp dụng đúng cái cách làm và cái chỉ định và chống chỉ định của nó thôi. Giờ mình coi cái thọ bốn thời đi ha. Anh chị thấy cái màn hình rồi đúng không? Thì đây là cái cách mà mình sẽ thực hiện những thợ bốn thời ha. Thì mình thấy cái thì thứ hai là người ta có thêm cái giơ chân lên. Đó là một số cái phần mà Hằng muốn trao đổi về cái dưỡng sinh ha. Thì các anh chị, mình học hai cái máy xóa bóp và dưỡng sinh đó. Mình còn câu hỏi nào nữa không các anh chị? Rồi, mồi ấn nó bị ao. Các anh chị có câu hỏi nào thắc mắc không các anh chị? Cái này sau mình thực hành luôn phải không cô? Đúng rồi, buổi học tiếp theo thì mình sẽ chia làm hai nhóm đúng không? Hiện tại thì Hằng vẫn chưa nhận được cái danh sách chia hai nhóm của lớp mình. Chắc để Hằng hỏi đào tạo sau ha. Thì cái buổi học tiếp theo thì mình sẽ chia hai nhóm để thực hành đó, thì mình buổi nào với anh chị học buổi nào thì mình đi buổi đó thực hành đến người luôn thật luôn hả cô? Vậy là nhóm này so bắt anh chị sẽ làm trên nhau nhá, anh chị sẽ thực hành trên nhau á, nghĩa là bạn này làm cho bạn kia đó.
chứ mình không có người mẫu đâu nha. Dạ rồi, ổn rồi cô, phải tốt rồi. Tụi em tập trung trong trường đúng không cô? Sao các anh chị? Tụi em tập trung trong trường thực hành đúng không cô? Đúng rồi, mình sẽ học mình trực tiếp mà. Chắc là các anh chị có đệ mà đúng không? Bốn bộ online còn lại là các bộ trực tiếp trên trường đó, mình học buổi tối. Mình cứ đi theo đúng lịch thôi. Ba mấy này học cuối tuần, thường thường học thứ hai tụi em không đi được. Cái này thằng cũng không biết bạn nói với cái phòng đào tạo chứ cô làm sao mà giải quyết được cái này bạn ơi. Đúng rồi. Dạ cô ơi, em biết rồi, cảm ơn cô nhiều thông tin này, em sẽ nói. Dạ rồi, mình còn câu hỏi nào nữa không anh chị? Hôm nay mình sẽ kiểm tra các anh chị vô đầy đủ nha. Thằng sẽ để tầm khoảng 5 phút nữa nhận cho các anh chị nào chưa vô thì vô nha. Cô cho hỏi coi cái châm cứu trong chỉ định người tiểu đường không cô? Cái châm cứu thật ra nó không chống chỉ định cho người tiểu đường, nhưng mà mình cần thận trọng, cần thận trọng trên người tiểu đường. Tại vì những người tiểu đường thì cái khả năng mà bị nhiễm trùng á, viêm loét á, nó sẽ cao hơn là người bình thường. Nên là khi mà mình châm cứu thì mình phải, thứ nhất là những bệnh nhân mà đã có cái hiện tượng viêm loét ra thì nhìn trên những cái vùng da về viêm loét thì mình chắc chắn là mình không châm cứu rồi, đúng không? Thì những bệnh nhân mà ví dụ là nhất là đường huyết mà mình không kiểm soát được, hoặc là có những cái biến chứng về viêm loét da này nọ xảy ra thì mình nên cẩn thận nha, nên cẩn thận. Còn chống chỉ định hay không thì không ha, nên cẩn thận. Rồi các anh chị phải đảm bảo được kỹ thuật vô trùng, nhớ kỹ thuật vô trùng nha. Cái châm cứu của mình mới chấp nhận học có học rồi đúng không, mình phải đảm bảo được kỹ thuật vô trùng. Thì cái này sẽ tùy vào cái khả năng đánh giá và cái kinh nghiệm của anh chị thôi. Nếu anh chị đảm bảo được những yếu tố Hằng vừa nói thì mình có thể châm cứu. Còn nếu mà mình thấy mình không chắc chắn thì mình cũng không cần châm cứu đâu. Mình còn nhiều phương pháp khác để mình điều trị mà. Đó nhất thiết là mình cứ phải theo một cái mà mình không chắc chắn ha. Rồi hiện tại Hằng thấy lớp mình là có 54 anh chị đang tham gia cái Google Meet ha. Mình kiểm tra được chưa các anh chị, hay có cần phải thời gian định thần lại không? Luôn coi, kiểm tra luôn. Kiểm tra luôn ha. Thì để chứ Hằng có nói là đúng không? 30 câu 45 phút nha. Nên là đúng thời gian thì Hằng sẽ khóa link nha các anh chị. Nên là mình chú ý nha. Rồi, bắt đầu mở link cho anh chị, tạo link cho anh chị. Ừ, đúng rồi, cô đây ha. Cô này. Bị khí hư, hư thì mình... Cô đây. Mẹ, đúng không? Cô đây, đúng rồi. Cô này. Cô đây luôn cô. Chủ yếu là đau tại chỗ, không có rối loạn chức năng tạng phổ gì, kinh cân ha, kinh cân. Huyệt ở vị trí khi làm động tác giang cánh tay, họ hõm, huyệt ở phía trước, sát bờ trước mọng cùng vai là huyệt gì? C, kinh ngung. Huyệt ở vị trí đỉnh cao mắt cá trong đo lên ba thốn ở trong ta. Đúng rồi. Để rơi lông tiền ở đâu các anh chị? Trên phần mắt. Trước và dưới đầu trên phần mắt. Đúng rồi. Câu nào sau đây đúng khi nói về điện châm? Cô B. Dựa vào tiếp xúc kích thích của người bệnh, theo dõi tình trạng của bệnh nhân. Đúng rồi ha. Câu A mới đúng ha. Còn nếu mà bệnh giảm ngay sau điều trị về nhà đau trở lại thì phải sao?
duy trì hay tăng hay giảm thời gian kích thích? Giảm thời gian kích thích. Tăng. Tăng ha, tăng. Còn nếu mà bệnh giảm kèm khó chịu mệt mỏi thì phải tăng đúng không? Thời gian thì đau thì 20-30, còn liệt mới là 10-15, đúng chưa? Mẹ. Câu này chọn gì? Phim chú luôn đó mẹ. Mẹ có biết phim chú luôn. Chú. Câu C cô. Luôn. Ừ, chị xem các nút cường độ là sai rồi đúng không? Kích thích sưng liên tục tần số cao thường gồm 100-150 Hz để ức chế sự kích thích các thần kinh cảm giác. Câu này mới đúng nè. À, cảm giác và vận động ha. Còn câu C là sao? Kích thích sưng liên tục tần số thấp để ức chế sự co cơ. Sự co cơ là sai ha. Phải là kích thích sự co cơ. Tần số thấp là kích thích co cơ ha. Kích thích sưng liên tục để giảm hiện tượng hiện là sai. Hiện tượng phân biệt biển nó phải là với sưng gì? Sưng gì các anh chị? Sưng kết hợp tần số cao và tần số thấp đó. Việc tu mổ theo nguyên tắc dương dẫn âm, âm dẫn dương cho bệnh nhân chỉ có thể nằm sấp hoặc nằm ngửa là gì? Nào bệnh lên nào bay, bước xuống cấp. Cô B cô. Anh chị tắt mic dùng hàng đi, anh chị nào không phát hiện tắt mic dùng hàng. Bệnh của tạng thì chọn. Chọn du cô. Chọn du đúng rồi. Bệnh của phổ thì chọn mổ đúng không? Nhưng mà câu D là chọn cả tuyệt du và mổ. Thì cái này bệnh nhân chỉ có thể nằm một tư thế thôi đúng không? Thì mình chỉ chọn một trong hai thôi. Thì bệnh của tạng thì mình sẽ chọn du, bệnh của phổ thì mình sẽ chọn mổ ha. Hội chứng can thiệp có câu này tạng chọn du. Dạ câu đáp án đó là câu này. Hội chứng can thiệp ớt chọn việc nào các anh chị? Can thiệp ớt là bệnh của thực, các anh chị xác định xem là mình chọn được những nguyên tắc nào trước đúng không? Nên là du thì mình chọn nguyên lạc đúng không? Được. Chọn du mổ đúng không? Không. Không đúng không? Vậy bây giờ mình chọn khuyến khích được không? Được. Khuyến khích hả? Khuyến khích không luôn cô. Ừ, để bây giờ mình còn đáp án nào? Nguyên lạc và du du thì có thể cả thực và cả tạ, cả bộ hư được đúng không? Vậy thì câu này bệnh lý tâm hỏa vượng chọn huyệt vụ du nào các anh chị? Câu hỏi vụ là tâm tì thôi. Câu C. Tâm. Câu B. Câu B ha. Rồi cái này là phương pháp nào đây? Tả theo cái tích tầng bậc. Đúng rồi. Câu này chọn gì? Bài trường du. Đúng rồi. Thần du. Cái nào là 4 là 5 là gì? Đại trường hay thận con. Là 4 là 5 đến thận con. Ừ. Câu này. Cứ. Chị định cứu là cái gì? Cứu là một phương pháp nhiệt. Cứu là một phương pháp nhiệt thì mình phải dùng cho trường hợp gì? Hàn chứng đúng không? Hàn chứng thì mình lại trừ các phương pháp, các cái đáp án mà liên quan tới nhiệt ra thì chỉ còn có hai đáp án là hàn và để thực hàn, và một đáp án là thuộc thể hàn theo cổ truyền. Nhưng mà nếu mà chỉ có bệnh lý, chỉ có bệnh lý có nguyên nhân do thực hàn thì không phải, hư hàn cũng được đúng không? Thì mình sẽ chọn gì? Bệnh lý thực thể hàn theo cổ truyền ha. Bác khí là cảm giác sao? Thì nhận biết bởi người bệnh là sai đúng không? Là cảm giác đau là sai rồi, bác khí không phải cảm giác đau ha. Câu C. Câu C có phải không? Với người bệnh là cảm giác tăng nặng đau nè, mình thấy có từ đau là mình bỏ. Nó không phải là cảm giác đau. Thì chỉ còn câu D thôi, đúng không? Là cảm giác căng nặng, co kéo xung quanh. Đó, là câu này nè. Móc kim hướng kim để châm những huyệt không châm sâu hoặc chỉ châm vào mạch máu hoặc ra là... 45. Đó nào?
45 ha. Việc đặc hiệu điều trị bệnh lý vùng đầu, mặt, miệng, răng là cấp hợp cấp miệng. Vùng đầu mặt miệng là hợp cấp ha. Mọi việc của cốt. Đại chữ. Mọi chữ. Nguyên chung là của cái gì? Nguyên chung là hệt của hệt hỏi của cái gì? Khách luôn tẩy qua. Đại chữ rồi. Mình nhớ mấy cái này ha, cái này quan trọng trên lâm sàng. À, câu nào sau đây thì đúng thêm hệt dư mộ. Việc du mộ dùng để chẩn đoán và điều trị bệnh lý ở cân cơ kinh lạc là sai rồi đúng không? Nó phải là đường bệnh lý gì? Tạng phủ hư chứng. Việc du mộ để điều trị bệnh hư và thực chứng là sai. Thực chứng là sai nha. Mộ huyệt là nơi khí của tạng phủ tụ lại ở cổ và ngực. Du huyệt là nơi khí của tạng phủ tụ lại ở lưng. Chẳng không nào? Câu đề. Nhưng mà cái câu hỏi là du mộ chung mà cô, nhưng câu trả lời là có du không? Thì mình nói về du mộ thôi, cần mình muốn hỏi mình đáp án mình nói về du hay mộ thì kệ mình chứ. Không, cái trong câu hỏi như câu hỏi sau đây thì đúng khi nói về du mộ rất là hai cái luôn. Thì mình phải trả lời hai cái chứ cái câu đề nó chỉ trả lời có thiệt du hay thiệt mộ không nói. Đó, em chỉ hiểu sai đề rồi. Hiệt du mộ là cái hiệt đi cặp ấy, là hiệt du mộ chứ không phải là đáp án luôn luôn phải có hiệt du và mộ thì mới đúng. Câu nào nói đúng về hiệt du và hiệt mộ? Mấy câu này đâu có đúng đâu, anh chị chọn. Đoàn khiêu ở đâu? Việc này là cái lâm sàng hay sử dụng lắm nè. Phần 3 ngoài, 2/3. Câu C. Đúng rồi, câu C. Nhưng chính đại trường đi thì sao anh chị? Đại trường là bên trường này. Bằng ngoài cân cơ nhị đầu ha. Ở đầu ngoài nếp gấp chứ. Đầu ngoài nếp gấp phụ tay. Cân cơ nhị đầu là kinh phế. Thông số nào phụ thuộc vào cảm giác của người bệnh và loại thần kinh bị hoạt hóa? Thế nào các anh chị? Cường độ dòng xung. Đúng rồi ha, cường độ. Rồi kinh nào đây? Kinh chính phân làm ba nhánh, một nhánh kinh nào các anh chị? Tâm. Kinh tâm. Chờ đừng kinh ở các của các kinh chính âm ở chân nên mấy hàng mới nói xong ha. Hiểu sao? Bắt đầu từ đâu? Âm thăng dương dáng đúng không? Bắt đầu từ bàn chân thì mình thấy cái nào bắt đầu từ bàn chân mình chọn. Đó, từ cùng một bụng ngực. Không có biểu hiện bệnh lý riêng biệt và là đặc điểm của đường kinh nào sau đây? Kinh căng rồi. Lập. Du mộ huyệt được giải thích theo các tục gì của châm cứu? Đúng rồi. Rồi khi châm cứu, đó cái này là cái nào? Vê nhẹ cả tạ ấn hữu là mình thấy là phương pháp gì? Bình bổ. Tác dụng của ác dụng được giải thích theo các phần tùy của châm cứu. Tác dụng nào? Tại chỗ. Đúng rồi, tại chỗ. Hiện tượng đỏ da quanh châm cơ thì là tác dụng gì của châm cứu? Đỏ da. Tại chỗ. A không? Còn sao tại chỗ. Tại chỗ. Rồi câu cuối ha. Cảm giác đắc khí. Ít thức dẫn truyền ra sợi này. A beta. Được rồi ha, sợi A beta. Đó, được rồi đó, xong rồi. Không ngờ mà sai nhiều quá cô. Các anh chị còn điện thực hành nữa mà, mình cố gắng điện thực hành cao lên là sẽ bớt lên. Để thực hành nhân số 2 lận. Nên là mình cũng không cần quá lo lắng đâu. Chỉ có học lý thuyết để học buổi thực hành mình học tốt hơn nha các anh chị. Dạ, cảm ơn cô. Rồi hẹn các anh chị buổi thực hành
chắc là tuần tới nữa đúng không? Dạ. Tuần tới của cô. Dạ, là tuần tới không thực hành nữa luôn. Anh chị coi cái lịch học đó, lịch học của mình là ngày nào? Dạ, tuần sau thực hành luôn cô. Thứ hai tuần sau là nhóm 1, thứ ba là nhóm 2. À, rồi. Vậy tuần sau hẹn gặp lại anh chị ở buổi thực hành ha. Rồi, nếu mà các chị không có gì thắc mắc nữa thì chắc mình ngừng ở đây nha. Xin chào các anh chị. Hello, cô. Chào cô.